Trung tâm sáng tạo Việt toán tư duy Soroban Đồng Nai phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom đã tổ chức lễ khai trương chi nhánh Trung tâm toán tư duy Soroban Trảng Bom tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Đây là cơ sở toán tư duy Soroban thứ 10 được thành lập tại Đồng Nai. Toán tư duy Soroban giúp các em học sinh phát triển tư duy sáng tạo, tăng cường sự tập trung, cải thiện khả năng ghi nhớ và có phương pháp tính nhẩm cực nhanh. Đây là bản quyền của Singapore được đưa vào ứng dụng tại Việt Nam.